Chào mấy bạn buổi sáng nha. Hôm nay tiếp tục thứ bảy các bạn ơi. Hôm nay là 18 tháng chạp rồi. Còn cũng có 12 ngày nữa là tới Tết nha các bạn. Mình thăm chiếc này thì chắc có rồi, mình có với lại chuột rồi còn á thì mình đặt lại, còn không thì chắc mình rút bẫy mình nghỉ Tết luôn nha các bạn. Rồi clip này mình quyết định đăng lên nha các bạn. Các bạn coi có gì thông cảm nha. Rồi dắt mấy bạn vô thăm cái bẫy đầu tiên luôn các bạn ơi. Đây các bạn. Bẫy này mấy lần rồi chưa có gì hết. Còn nhà heo mấy bạn ơi. Con chuột còn nguyên luôn. Mấy bạn. Một đống rác. Rồi, bắt bẫy nhặt mấy bạn đi tới cái bẫy tiếp theo nha. Các bạn thấy cái buồng bông không? Có cái bẫy trong đây nữa các bạn. Ây da. Rồi, nhiều hiệu mấy bạn ơi. Con chuột còn nguyên luôn. Rồi, bắt lươn cho nó luôn. Đi tiếp mấy bạn. Ở trong đó mình có một cái nha mấy bạn. Đi vô thăm mấy bạn. Cầm đuốt theo. Đây nè mấy bạn. Rồi từ xa không thấy gì hết luôn. Nghe hiểu mấy bạn ơi. Chuột mình còn, lúa mình còn luôn. Rồi đặt lại luôn nè. Đây, tới cái bẫy tiếp theo các bạn. Trong đây mình có một cái các bạn. Ây da. Mấy bạn thấy không? Cái bào bành tành hết trơn, không có gì hết trơn à. Bị con gì phá rồi các bạn ơi. Chuột còn luôn các bạn. Nè, nó chạy nè. Con gì phá bao ghê vậy. Rồi đặt lại luôn nha các bạn. Đi các bạn ơi. Trong đây mình có một cái nè các bạn. Nặng thử nhẹ, nãy giờ nhẹ hiu không các bạn ơi. Rồi tiếp tục nhẹ luôn. Lúa còn, chuột còn luôn các bạn ơi. Rồi luôn. Đi tới bẫy tiếp theo các bạn. Các bạn thấy cây ngã không? Đặt ngay cây ngã đó các bạn. Nó đòi lúa, cho nó lúa luôn. Đấy các bạn ơi. Rồi từ xa thấy chống lóc. Bảy này bữa mình hết bao rồi, mình không có bao các bạn. Nè các bạn, chuột còn, lúa còn luôn các bạn ơi. Nó chạy nè các bạn, nó chạy nè, nó chạy lên đây nè. Rồi hãy đặt lại luôn nha các bạn. Rồi bỏ lúa luôn. Rồi mình tắt máy, mình dắt mấy bạn qua vô tuốt trong khu đó mình thăm nha. Đi các bạn. Rồi mình có đặt lên cái này các bạn. Thăm cái rồi có nặng nặng luôn các bạn ơi. Nãy giờ không có gì hết.
hấp thu buồn quá. Trời ơi, nhẹ ghê luôn các bạn ơi. Mình tắt máy, mình bỏ lúa vô cái nha các bạn. Tiếp tục vô lùm mấy bạn ơi. Giờ thăm cái trong cái lỗ này cái mình ra nha các bạn. Nó dính vậy mấy bạn ơi. Chuột nó mập thù lù luôn nè. Cho nó ăn lúa cái nó mập thù lù luôn. À, tắt máy mình vệ sinh cái nha mấy bạn. Rồi mình mới vệ sinh xong cái bẫy mình đặt ra luôn mấy bạn. Giờ mình mới qua cái cầu. Ôi, ok mệt quá. Đi, không dám thở. Không bật máy nha mấy bạn coi. Rồi, tiếp tục vô thăm cái bẫy trong đây mấy bạn ơi. Ơi không có gì hết mấy bạn ơi, chuột còn lúa còn luôn đây các bạn. Rồi đi ra thăm cái bẫy tiếp theo các bạn. Đây có cái này các bạn, rồi kết quả nhẹ heo cái bịch lúa. Con chuột nó chạy lưng tưng à. Nó nằm đó các bạn. Đây, nó nằm đây các bạn. Rồi, đặt lại nha các bạn. Nản nào các bạn. 10 cái không có gì hết các bạn. Giờ bẫy tiếp theo nha các bạn. Nặng nhẹ đang biết. Rồi, tiếp tục nhẹ. Không có gì luôn. Nó mất rồi, còn hai mắt. Còn chuột không? Nó lôi một đống rác vô đây nó quậy. Trời ơi. Nhìn thấy không các bạn? Bích tịch luôn. Mà rác bích chứ không phải rồi. Hàng bích. Rồi mình tắt máy mình vệ sinh cái bẫy này cái nha các bạn. Vệ sinh xong rồi mình đặt lại rồi các bạn. Giờ tới cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Thất tình rồi đó nha. Rồi nghe im gu à, không có gì hết các bạn ơi. Không có cảm giác gì luôn. Trời ơi, nó leo trèo. Quậy tưng bừng khói lửa luôn. Rồi tắt máy mình đặt lại đó nha các bạn. Cái bẫy nãy chuột còn lúa còn mình đặt lại nha các bạn. Giờ tới cái bẫy tiếp theo nè các bạn. Rồi dở cỏ nghe nó sụp xịt mình biết nó nhẹ rồi. Không có gì hết luôn. Các bạn thấy chuột không? Rồi, tắt máy mình đi tới bẫy tiếp theo nha các bạn. Mình mới tới cái bẫy tiếp theo nè các bạn. Đây các bạn thấy chuột không? Nuôi lúa ghét rồi giờ nó mập thù lù hết ráo. Con nào nó giờ siêu cay được à. Tết năm nay mà không có gắn chắc mình bắt tụi nó siêu cay luôn quá. Thì cái bữa hả mình đăng cái clip bẫy gắn bữa đó các bạn. Cho tới bữa nay mình mới đi thăm nha. Bữa nay là 18 nè. Bữa mình đăng biết bữa mười mấy không biết. Thì tới nay mình mới đi thăm mà nó cũng không dính các bạn ơi. Thôi kết thúc. Bạn coi clip thông cảm nha. Đây. Con chuột giờ nó mập thù lù luôn. U nu luôn. Đó các bạn thấy con chuột không? Nó u nu. Ừ đực cơ. Chán đời không thiệt chứ. Ông ăn lúa rồi biết mập rồi.
Thôi đặt lại nha các bạn. Rồi kết thúc clip này nha các bạn. Cuối video xin chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Bữa nay là một ngày gọi là một ngày thất thu. Bye bye các bạn nha.